con nuôi Phi Nhung bật khóc, đừng bỏ con đi mà mẹ ơi. Sự ra đi của giọng ca bông điên điển không chỉ khiến con ruột, mà cả con nuôi khó tránh khỏi sự đau buồn tột độ. Thông tin ca sĩ Phi Nhung vĩnh viễn ra đi sau thời gian chống chọi với Covid-19 khiến nhiều người vô cùng tiếc thương. Nữ ca sĩ chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút tại bệnh viện trợ giấy. Có lẽ, sự ra đi của giọng ca bông điên điển không chỉ khiến con ruột, mà cả con nuôi khó tránh khỏi sự đau buồn tột độ. Quỳnh Trang con nuôi phi nhung thốt lên hai tiếng mẹ ơi trên trang cá nhân khi hay tin buồn bạn bè nữ ca sĩ đồng loạt gửi lời chia buồn đến phía gia đình phạm thiên ngân con gái nuôi phi nhung bày tỏ có phải làm sao đấy mẹ ơi con khóc thật rồi mẹ ơi đừng bỏ con mà mẹ ơi trước đó thiên ngân vừa trúng tuyển đại học cô hy vọng mẹ phi nhung sớm ngày bình phục để có thể báo tin vui và cùng mẹ đến trường trúc ly nhớ lại kỷ niệm còn giang dở với phi nhung mẹ ơi Mẹ nói mẹ thèm hủ tiếu, con còn hẹn mẹ con nấu cho mẹ ăn, sao mẹ bỏ con đi mẹ ơi. Phi Nhung, tên thật Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Gia Lai. Nữ ca sĩ sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế ở Pleiku. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, giọng ca năm 17 tuổi hoàn toàn hát theo năng khiếu do chưa được đào tạo qua trường lớp, có thể kể đến những ca khúc đã làm nên tên tuổi Phi Nhung như Bông Điển Điển, nỗi buồn chim sáo, vọng kim lang phải lòng con gái bến tre, áo mới cả mau. Tuy nhiên, với sự miệt mài học hỏi, Phi Nhung đã khẳng định vị trí của bản thân trong lòng công chúng. Với chất giọng mộc mạc nhưng đầy sâu lắng, nữ ca sĩ chiếm trọn bao trái tim người yêu nhạc mỗi khi cất tiếng hát. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.